chương 1242, dư âm còn văng vẳng, 39. Ngón tay dư thâm đẩy áo ngủ của Minh Thù ra, áo ngủ từ trên người cô trượt xuống mặt đất, nụ hôn nóng bỏng rơi vào trên cổ cô, rơi trên bả vai, xương quai xanh, khắp nơi đều hiện lên một màu đỏ thẫm. Minh Thù bị đẩy tới trên giường mềm mại, dư thâm đè lên người cô, nụ hôn của hắn ôn nhu mang theo vẻ trấn an, cũng không nóng nảy làm gì, chỉ là chậm rãi hôn cô. Thời điểm ý thức của Minh Thù mơ hồ liền chậm chạp tiến vào, Minh thủ nhíu mày, đau đớn đánh tới, cô hít sâu một hơi. Âm âm, không có việc gì, không có việc gì. Hắn nhẹ giọng trấn an. Dư thâm, gọi anh là gì? Giọng nói của dư thâm khàn khàn, tràn ngập dục vọng. Dư thâm ca ca. Dư thâm vừa xông lên nhưng hắn dừng lại động tác, cúi người ôn nhu hôn cô. Mãi đến lúc Minh thủ thích ứng, hắn mới chậm rãi động, động tác vẫn ôn nhu như vậy, sợ làm cho cô đau. Minh thủ bị hắn mang lên đỉnh núi cao rồi hạ xuống, Chìm chìm nổi nổi ở giữa, sau đó nghe thấy thanh âm của Dư Thâm. Âm âm, sinh nhật vui vẻ. Còn có anh thích em, rất thích em. Buổi sáng Minh Thù eo nhức mỏi dã rời, Dư Thâm ngược lại tinh thần vô cùng tốt, đem bữa sáng lên cho Minh Thù. Minh Thù ăn điểm tâm xong, tiếp tục ôm đồ ăn vặt co quắp trên giường. Dư Thâm cầm chăn sạch sẽ tới. Ôm Minh Thù lên ghế sofa, âm âm, còn khó chịu sao? Anh nói xem. Minh Thù hữu khí vô lực nói. Thật xin lỗi dư thâm đau lòng hôn hôn cô lần sau anh sẽ chú ý một chút minh thù nằm sấp không muốn động dư thâm đứng dậy đi đổi vỏ chăn trên giường có một vệt máu dư thâm không để người hầu giặt mà tự mình giặt sạch sẽ thời gian hai người cùng một chỗ rất đơn giản cũng không nói nhiều lời chính là chỉ cần ở nơi có thể trông thấy đối phương dư thâm giúp minh thù làm bài tập minh thù ăn cái gì thỉnh thoảng sẽ đút cho hắn một miếng mỗi ngày dư thâm đều làm điều trị tình huống thân thể tựa hồ khá hơn nhiều thần sắc cũng tốt hơn hẳn Âm âm, cuối tuần chúng ta đi biển đi. Lại đi, muốn cùng em lại đi một lần." Dư Thâm nói, như lần trước, vụng trộm mang anh đi. Minh Thủ nhìn chằm chằm hắn vài giây, "Không đi." Dư Thâm từ phía sau bưng ra một cái bánh gato, "Thật sự không đi sao? Em." Suy nghĩ một chút, Minh Thủ duỗi tay để chặt bánh kem. Dư Thâm tiếp tục thêm đồ ăn vặt. Minh Thủ có chút dao động, "Em." Suy nghĩ thật kỹ, tiếp tục thêm đồ ăn vặt. "Được thôi." bất quá nếu bị mắng, em cũng không đổ vỏ cho anh. Ừm, đều là lỗi của anh, là anh mang cô vợ nhỏ ra ngoài. Cuối tuần, Minh Thù cắt đuôi đám vệ sĩ, mang theo dư thâm vẫn không có thể căn cước, không hộ khẩu, ngồi xe buýt đi qua. Bờ biển dường như không có gì thay đổi. Vẫn là phong cảnh đó, nhưng cảm giác lại hoàn toàn không giống. Minh Thù cùng dư thâm tay trong tay đi trên bờ cát, chơi đùa cùng mấy đứa trẻ, chụp ảnh tình nhân. Âm âm, em chờ anh một chút. Dư thâm đột nhiên buông cô ra đi về một hướng khác. Dư thâm rất mau trở lại, trong tay cầm một cây kem. Hắn nói, thiếu em. Minh thủ đã quên, lúc ấy, hắn nói nợ cô, lần sau sẽ trả. Minh thủ nhận lấy kem, cô liếm một cái. Vị ngọt lan tràn trên đầu lưỡi, mang theo hương vị bơ thơm mát. Dư thâm hỏi, ngọt không? Minh thủ gật đầu. Dư thâm đột nhiên cúi đầu. Tại thời điểm cô chưa kịp nuốt xuống, cánh môi đã bị bao phủ. Vị ngọt bị hắn cuốn đi chóp mũi hắn đụng vào chóp mũi Minh Thủ, ừm, ngọt, cút ra, kem tan hết rồi, cho anh ăn một chút, không muốn, cái này là của em, anh cũng là của em, ừ, em, cháo lần trước em mua cho anh ở đâu, anh muốn ăn, quên rồi, cô vợ, nhỏ, chờ anh một chút, hai người thuê căn phòng giống lần trước, Minh Thủ hiếu kỳ hỏi, đêm hôm đó, có phải anh không ngủ hay không? Dư Thâm chớp mắt, ngủ, có ngủ, dị năng của anh không bị khống chế. Thế nhưng đêm hôm đó cũng không phát sinh việc kỳ quái gì. Anh khả năng tại hoàn cảnh lạ lẫm sẽ không biết. Minh Thủ tới gần hắn, "Đêm hôm đó, có phải anh biết em hôn anh?" Dư Thâm lui về sau, "Không, không biết." Minh Thủ nhìn hắn cười cười, "Dư Thâm ca ca, phản ứng không đúng nha." Dư Thâm, hắn hẳn là kinh ngạc nhưng lại không phủ nhận. "Ngu ngốc a." À, a, à, hắn bụng mặt có chút không dám nhìn Minh Thủ rõ ràng là cô hôn trộm mình vì cái gì lại biến thành người làm sai là mình đêm hôm đó dư thâm vẫn được ăn cháo giống hôm trước thế nhưng hắn vẫn không biết cô mua ở nơi nào hắn vĩnh viễn cũng sẽ không biết vị diện này dư thâm vẫn ra đi trước thân thể của hắn hai năm đầu vẫn còn tốt về sau đột nhiên chuyển biến xấu kịch liệt bất quá minh thù cũng không sống được bao lâu chết bởi bị xét đánh trời mới biết tại sao cô lại bị xét đánh rõ ràng cô có cột thu lôi cái này mẹ nó hoàn toàn không khoa học họ và tên, minh thủ giá trị hận thù, 1 triệu 330 000 giá trị hào quang, 160 000 nhiệm vụ chi nhánh, hoàn thành nhiệm vụ ẩn, hoàn thành con ngươi minh thủ nhìn tư liệu, có chút híp mắt. Hài hòa hiệu có phải ngươi vụng trộm giảm bớt giá trị hào quang của ta hay không? Vị diện này đầu bếp nhỏ rất thích cô, giá trị hào quang tại sao lại giảm nhiều như vậy? Hài hòa hiệu không nói nhiều, trực tiếp quét một loạt lịch sử mua hàng. Trong đó có một loại vô cùng quý, là thuốc không có tác dụng phụ cô mua lúc trước. Gian thương, Minh Thu ở tại phòng mây trắng trong chốc lát mới rời khỏi. Sau khi Minh Thu rời đi, lịch sử ghi chép vừa rồi bị đổi mới, chỉ còn lại một loạt chữ số liệu tiếp thu 95%. Cục quản lý thôi không? Phòng họp không ít người ngồi, thần sắc người nào cũng uể oải, cúi thấp đầu, không dám lên tiếng. Cục trưởng tóc vàng ngồi phía trên, trầm mặc nhìn bọn họ, cảm giác áp bách trong phòng lưu chuyển. Tôi muốn biện pháp giải quyết. Cục trưởng tóc vàng cuối cùng cũng mở miệng bất quá hắn vừa nói xong đám người đem đầu ép tới thấp hơn cục trưởng tóc vàng hít thở sâu một hơi mới ngăn chặn lửa giận hệ thống đã sửa chữa tốt vì cái gì còn liên lạc không được việc này là chuyện của bộ trưởng bộ phận kỹ thuật hắn ấp úng tôi cũng không rõ tôi còn đang loại bỏ bên trong cục trưởng tóc vàng là ai xâm nhập hệ thống tạm tạm thời còn chưa tra được nhiệt độ trong phòng họp tiếp tục hạ xuống hệ thống của bọn họ bị người ta dở trò thế nhưng là ai làm bọn họ cũng không điều tra ra được cục trưởng nổi giận lớn như vậy hoàn toàn có thể lý giải kỳ ngự cùng lạc yến thế nào phòng họp không ai trả lời bộ trưởng bộ phận kỹ thuật yếu ớt lên tiếng tình huống của cử thiếu không tốt lắm lạc yến tốt hơn một chút bất quá hẳn là cũng không cầm cự được bao lâu ầm um, bộ trưởng bộ phận kỹ thuật nghiêng người đồ vật đập tới lướt qua đầu hắn rơi xuống mặt đất cục trưởng tóc vàng vẻ mặt giận dữ tôi cần bộ phận kỹ thuật của các người làm gì cục trưởng bộ trưởng bộ phận kỹ thuật lau mồ hôi lạnh những vị diện kia vốn là không ổn định, cửu thiếu lại mất liên lạc cùng hệ thống, chúng tôi muốn tìm đến hắn. Cục trưởng tóc vàng, tôi cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, đưa người trở về cho tôi, không thì các người đều cút hết cho tôi. Bộ trưởng bộ phận kỹ thuật, cục trưởng tóc vàng tức giận rời đi. Bộ trưởng bộ phận kỹ thuật nuốt một ngụm nước bọt. Mọi người trong phòng họp thở phào, dồn dập đứng dậy an ủi bộ trưởng bộ phận kỹ thuật. Đừng lo lắng, cục trưởng cũng cũng do tức giận quá nên nói nhảm. Đúng đấy, anh vẫn là trụ cột vững vàng trong cuộc của chúng ta." Bộ trưởng Bộ phận kỹ thuật lạnh nhạt ứng phó hai tiếng, hắn lo lắng nhìn về một hướng nào đó. "Tôi lo lắng chính là tình huống bên dưới." Bộ trưởng Bộ phận kỹ thuật vừa nói, đám người cũng trầm mặc theo. Vi diện thứ 35 hoàn tất. Chương 1243: Phiên ngoại lục chiến xong. Ban đêm tĩnh mịch, trên đường núi yên tĩnh có một người đi tới, hắn đi không nhanh, chân dẫm trên mặt đất không phát ra bất kỳ thanh âm nào, giống như một u linh tại cuối con đường có một nam nhân đứng đó hắn đang nhìn về phía dưới tầm mắt của hai người tựa hồ đang đối đầu trong không trung cuối cùng nam nhân cười lên tiếng không hồ là bạch dạ lục chiến dẫm lên bậc thang hắn đi đến bên cạnh người kia đưa một cái hộp trong lòng bàn tay ra ánh mắt nam nhân sáng lên dị năng tinh thể đây chính là dị năng tinh thể nội tâm hắn mãnh liệt đưa tay muốn nhận lấy lục chiến bỗng nhiên thu tay lại tay nam nhân rơi vào khoảng không một tay giao tiền một tay giao hàng nam nhân cũng không giận dùng di động phát một tin nhắn điện thoại lục chiến rất nhanh vang lên một âm báo tin nhắn lục chiến kiểm tra số tiền trong tài khoản xác định không sai đem hộp ném đi qua lục chiến không dừng lại lâu cũng không hỏi nhiều tự mình rời đi bạch dạ nam nhân gọi hắn thật sự không cân nhắc gia nhập không lục chiến nói tôi không thích nghe theo người khác hắn là lục chiến cũng là bạch dạ hắn vừa sinh ra liền bị vứt bỏ có lẽ đến chết hắn cũng không biết vì sao mình lại bị vứt bỏ có lẽ người vứt bỏ hắn muốn chừa cho hắn một cái họ, cho nên lưu lại trong tã lót của hắn một cái họ này. Chiến lấy từ khí thế của người đánh trận đánh lui vạn người kinh sợ, là nghĩa phụ nuôi dưỡng hắn đặt cho. Nghĩa phụ của hắn là dị năng giả lính đánh thuê. Dị năng giả lính đánh thuê chỉ dùng dị năng khi có liên quan đến nhiệm vụ, mặc kệ là nhiệm vụ gì, chỉ cần ra nổi giá, bọn hắn liền dám nhận. Nghĩa phụ đối với hắn rất tốt, dạy hắn sử dụng dị năng như thế nào, dạy hắn công phu. Lục Chiến còn nhớ rõ nhiệm vụ đầu tiên mình tiếp nhận, giết một dị năng giả. Hôm đó là mùa đông hắn 14 tuổi, tuyết rơi thật nhiều, máu tươi nhuộm đỏ tuyết trắng, hắn nhìn dị năng giả kia tắt thở. Ngoại trừ lần đầu động thủ trong một khắc tâm tình hắn từng xuất hiện sự sợ hãi, sau đó hắn lại trở nên bình tĩnh đến dị thường. Tỉnh táo dựa theo lời nghĩa phụ dạy, xử lý thi thể, xóa hết dấu vết của mình. Nghĩa phụ nói, hắn trời sinh để làm việc này, không có tình cảm dư thừa, hắn chỉ là một người hành tẩu trong bóng đêm. Nghĩa phụ qua đời vào năm hắn 15 tuổi, không phải chuyện gì kinh thiên động địa, chỉ là người đã già, xem như có là dị năng giả cũng sẽ tử vong. Nghĩa phụ nói, sau khi chết không muốn khắc tên lên bia mộ. Người như bọn họ, đã không ai nhớ đến tên của mình thì dứt khoát cũng đừng khắc lại. Hắn quỳ tại bia mộ không khắc một chữ nào suốt cả đêm. Ngày thứ hai hắn rời khỏi nơi cùng nghĩa phụ sống trước đó, cũng không có trở về nữa. Đến trường học chẳng qua là vừa vặn có một nhiệm vụ cần nhưng sau đó hắn hoàn thành nhiệm vụ cũng không có rời khỏi hắn không biết vì cái gì gặp phải bọn tương nhạc là ngoài ý muốn có lẽ cũng không phải ngoài ý muốn bọn người tương nhạc rất náo hắn lại thích độc lai độc vãng nhưng không biết vì cái gì cuối cùng có thể cùng bọn hắn cùng nhau đến trường tan học chơi đùa về sau hắn gặp được nữ sinh kia rõ ràng chỉ là một người bình thường nhưng lại không bị dị năng của hắn ảnh hưởng thái độ đối với dị năng cũng rất kỳ quái đó là thái độ có cũng được mà không có cũng không sao, cô không quan tâm. Lúc gặp được cô tại Sơn Hải hội hắn cũng rất bất ngờ, thế nhưng bọn họ cũng không gặp nhau nhiều nên hắn chỉ nhắc nhở sau đó liền rời đi. Ai có thể nghĩ được toàn bộ Sơn Hải hội cuối cùng đều không còn tồn tại. Đương nhiên, nhiệm vụ của hắn thất bại. Lúc nhận lấy nhiệm vụ dị năng tinh thể, hắn cũng không rõ là mình đến cùng có mục đích gì, chỉ là muốn lấy được dị năng tinh thể, còn vẻn vẹn bởi vì đối phương ra giá cao hắn biết cục quản lý hàng năm đều sẽ tổ chức một cuộc so tài phần lớn dị năng giả sẽ không ở lại quản lý cục mặc dù mỗi lần tổ chức bọn họ đều dùng thời gian khác nhau nhưng hắn cũng có thể nghe ngóng được cho nên hắn lựa chọn thời gian bọn họ rời khỏi để động thủ hắn thành công bất quá cũng không may mắn có dị năng giả phát hiện hắn bị đuổi giết hắn cho là mình chết chắc hắn kéo lấy thân thể chật vật trở về nơi ở trước kia của hắn cùng nghĩa phụ hắn cũng không rõ là xuất phát từ tâm tình gì hắn nằm tại gian phòng kia một hồi lâu nghề này của hắn đều có thể mất mạng bất cứ lúc nào có rất nhiều lần tính mạng của hắn như ngàn cân treo sợi tóc mỗi lần đều tự mình vượt qua được hắn cảm giác sinh mệnh của mình đang từ từ trôi đi lần này có lẽ thật sự không được tại một khắc cuối cùng trước khi ý thức bị mơ hồ hắn gọi cho tương nhạc một cú điện thoại hắn cũng không nhớ rõ mình nói cái gì chỉ biết lúc hắn tỉnh lại đã thấy bọn tương nhạc vây quanh mình sau đó hắn lại thấy được cô cô không nói gì nhưng hắn biết, những người đang mai phục gần đây đều bị cô giải quyết, mặc dù không biết cô giải quyết như thế nào. Lúc ấy có một loại cảm giác rất kỳ quái, người này, hắn nhìn không thấu. Thời điểm cô đối mặt với mọi người luôn luôn mỉm cười, cho cô một túi đồ ăn vặt, phía sau cô tựa hồ có thể toát ra một cái đuôi dung cho cậu xem. Tốt nghiệp trung học, đối mặt với bảng nguyện vọng hắn có chút mờ mịt, vì cái gì mình sẽ đứng ở chỗ này điền bảng nguyện vọng? Tay của hắn cho tới bây giờ đều không phải cầm bút bên cạnh có một đoạn đối thoại mơ hồ chuyển đến tương nhạc đang hỏi cô điền trường nào tương nhạc dường như điền theo trường của cô thời điểm tương nhạc tới hắn liền dựa theo chép vào hắn nghĩ hắn chỉ là lười nghĩ ra lấy thành tích của hắn học trường nào mà chẳng được dù sao hắn cũng không trông cậy vào việc từ đại học đi ra có thể tìm một công việc đàng hoàng lần tập hợp này hắn gặp được nam sinh luôn bên cạnh cô nhìn rất đẹp dư thâm tên cũng đẹp như vậy cuộc đời còn lại của cô ở trường học cô luôn lộ ra một vẻ thờ ơ không đếm xỉa tới, ngoại trừ đồ ăn vặt có thể làm cho cô liếc mắt, phẳng phất cái gì đều không câu dậy nổi hứng thú của cô. Thế nhưng hắn nhìn thấy, cô đối với nam sinh kia rất có kiên nhẫn. Ghen ghét sao? Không phải. Lục chiến không biết rõ đó là cái cảm giác gì, rất đáng ghét. Hắn quả nhiên đậu cùng một trường với cô, ngoại trừ la nghệ, bọn tương nhạc cũng đều đậu, mọi người vẫn cùng nhau chơi đùa như cũ. Bất quá bên người cô xuất hiện thêm một tiểu cô nương tên là Trang Mông Mông, Cô đối với tiểu cô nương kia rất tốt, trường học đều đồn rằng họ là bách hợp. Nhưng mà dư thâm mỗi ngày đều đón cô, trang mông mông cũng có một người bạn trai rất tốt, lời đồn cứ thế mà tắt đi. Có một ngày, hắn cùng trang mông mông gặp gỡ. Mà xui quỷ khiến thế nào hắn lại hỏi trang mông mông một vấn đề. Tại sao cô ấy lại thích ở chung một chỗ với cô? Đại khái, tôi biết nấu. Cơm đi. Đây là câu trả lời của trang mông mông. Đáp án này có chút vượt quá ngoài ý muốn, nhưng tự hồ lại không ngoài ý muốn cô chính là một người như thế, không thể dùng lẽ thường đối đãi người. Lúc nhận được điện thoại của tương nhạc, hắn đang làm một nhiệm vụ quan trọng. Chiến ca, âm âm đi rồi. Lục chiến nhìn máu trên mặt đất, sừng sốt nửa ngày mới hỏi, đi đâu? Thiên đường. Ừ, không có có cảm xúc dư thừa, giống như chỉ là một người dâu ria. Tương nhạc ở bên kia nghẹn ngào, nói rất nhiều. Lục chiến lặng lặng nghe, hắn còn nhớ rõ lần cuối cùng gặp cô là tại tang lễ của dư thâm. Tang lễ cử hành rất đơn giản, cô đứng lẳng lặng, nhìn không ra là thương tâm hay không thương tâm. Lục Chiến quốc điện thoại cách mấy tòa thành thị nhìn về phía ngôi sao vĩnh hằng. Tay của hắn xưa nay chưa bao giờ cầm bút, hắn chỉ là một người hành tẩu trong bóng tối. Lục Chiến, chương 1244, tuần lệnh đa linh một, tiêu đề thế giới, Giáng Tuyết một lời không hợp liền thiết lập lại thế giới, thế giới này rất đặc biệt. Tuổi thọ của bọn họ được ghi chép trên một tấm thẻ nhỏ, mỗi ngày đều đếm ngược tấm thẻ kia trở thành thứ quan trọng nhất của con người, ngay cả người chung chăn gối cũng không thể nói là giấu ở nơi nào. Toàn bộ thế giới giàu nghèo đều chênh lệch to lớn, thành phố chia làm khu nhà giàu cùng khu nhà nghèo, ở giữa là một dãy phân cách sáng rực. Một bên là nhà cao tầng ngăn nắp xinh đẹp, một bên kiến trúc thấp bé cũ nát thủng trăm ngàn lỗ. Không chỉ như thế, tuổi thọ còn bị người ta cướp đoạt. Đúng vậy, tuổi thọ có thể cướp đoạt. Đương nhiên cướp đoạt tuổi thọ ngoài vòng ánh sáng bên trên sẽ không cho phép, Thế nhưng tiền tài quyền lợi cùng dục vọng được sống tiếp, kiểu gì cũng sẽ nảy sinh quy tắc do dịch ngầm. Nữ chính giả ở thế giới này tên là Y Tích, là một bạch phú mỹ ở khu nhà giàu muốn cái gì có cái đó. Bởi vì cùng người trong nhà cãi nhau nên bỏ nhà ra đi, chạy đến khu nhà nghèo, vận khí không tốt gặp phải người xấu nên bị bắt, nhưng được nữ chính Lục Ngưng cứu được. Lục Ngưng đưa nữ chính giả về nhà, Lục Ngưng biết bên này đều được coi là kẻ thù của khu nhà giàu, cho nên cô không dám nói thân phận của mình trong lúc cùng lục ngưng sinh hoạt cô ta biết được lý tưởng của lục ngưng cô muốn nghĩ cách rời khỏi nơi này đi đến nơi có sinh hoạt tốt hơn đáy lòng nữ chính giả đối với cái này có chút khinh thường về sau có một lần nữ chính giả tự mình tìm đường chết chẳng những liên lụy đến lục ngưng mà tuổi thọ của mình cũng bị người ta cướp đoạt nữ chính giả biết khu nhà nghèo có người buôn bán tuổi thọ cô ta muốn để lục ngưng mang mình đi cô ta không muốn chết lục ngưng thân là nữ chính làm sao có thể làm loại chuyện như này cho nên cô cự tuyệt nhưng cô đáp ứng nữ chính giả sẽ nghĩ biện pháp đoạt tuổi thọ lại cho cô ta. Tuổi thọ có thể bị đoạt đi, tự nhiên cũng có thể đoạt lại. Chỉ cần ngươi không chết. Sau khi tử vong, coi như đoạt lại được tuổi thọ cũng không làm được gì. Nữ chính giả cảm thấy Lục Ngưng là không muốn giúp mình, cùng Lục Ngưng rằng có hột hồi rồi tự mình chạy ra ngoài. Cô ta đánh bậy đánh bạ cũng tìm được một người buôn bán tuổi thọ. Bất quá đối phương không có ý tốt, cũng không phải thật tâm dự định giúp cô ta, nhưng tuổi thọ của cô ta còn thừa không nhiều đối phương thấy cô ta dung mạo xinh đẹp liền đem cô ta bán cho một nhóm người nữ chính giả làm sao biết kết quả sẽ như vậy cô ta bị người khác làm nhục sống không bằng một con chó có một lần nữ chính giả tìm được cơ hội chạy trốn nhưng đối phương rất nhanh liền phát hiện phái người đuổi theo cô ta chính là lúc này cô ta gặp được nguyên chủ nguyên chủ tên giáng tuyết nữ chính giả thấy bên cạnh giáng tuyết có không ít người thân phận không thấp nhìn về phía cô cầu cứu giáng tuyết đương nhiên không có cứu cô ta một kẻ hoàn toàn không quen biết tại sao cô phải cứu về sau nữ chính giả bị bắt về không bao lâu liền bị hành hạ chết sau đó cô ta trùng sinh sau khi sống lại nữ chính giả cảm thấy mình rơi vào kết cục kia đều là do nữ chính cùng nguyên chủ nếu như không phải nữ chính không giúp mình cô ta làm sao lại bị bán đi nếu như nguyên chủ cứu mình cô ta sẽ không phải chết nữ chính giả càng căm ghét người của khu nhà nghèo đều là nơi này trở thành ác mộng của cô ta cho nên sau khi sống lại, nữ chính giả lựa chọn trả thù nữ chính cùng nguyên chủ, không chỉ như thế, cô ta còn muốn hủy đi khu nhà nghèo. Nguyên chủ bị ép cùng nữ chính giả trở thành quan hệ thù địch. Nữ chính giả khôi phục thân phận của mình, lợi dụng thân phận của mình tại khu nhà giàu phát động hủy diệt đi khu nhà nghèo. Đề nghị này rất nhanh có người hưởng ứng, chính phủ mặc dù phản đối nhưng cuối cùng vẫn bị đám người này làm cho thỏa hiệp. Khu nhà nghèo cùng khu nhà giàu chính thức khai hỏa. Bạn có thể nghĩ, khu nhà giàu trang bị hoàn hảo khu nhà nghèo có thể so sánh, khu nhà nghèo bị bắt làm tù binh như xã hội xưa, bị xăm lên một hình xăm nô lệ. Tuổi thọ của bọn họ bị tước đoạt, chỉ có một ngày tuổi thọ, nếu như không dựa theo phân phối cố gắng làm việc cũng đừng nghĩ sống qua ngày thứ hai. Nữ chính giả bắt được nữ chính, cô ta để nữ chính trải nghiệm hết thảy những việc trước đó cô ta đã trải qua. Nguyên chủ chạy nhanh nên không có bị bắt lại, nhưng cuối cùng nguyên chủ vẫn chết trong tay nữ chính giả, hoặc là nói tự sát. Nữ chính giả trở thành anh hùng của khu nhà giàu cô ta diệt trừ những người xem cô ta là cái gai trong mắt nguyện vọng của giáng tuyết là trở thành ác mộng của y tích cái này là nghề của trẫm a nhiệm vụ ẩn nghèo hèn không thể rời nhắc nhở giàu nghèo tranh lệch quá lớn không thể làm bằng hữu mời ký chủ đem hỏa lực nhắm vào khu nhà giàu minh thù lần này phát nhiệm vụ sớm như vậy còn có thân phận của nguyên chủ thật là châu bò đi nhắc nhở không phải ngươi giàu chính là ta giàu hết thảy người giàu đều là địch nhân hai hòa hiệu rất bình tĩnh đổi giọng Minh Thù, Giáng Tuyết là đại tiểu thư của tổ chức buôn bán tuổi thọ độ kỷ, lớn nhất khu nhà nghèo. So với những cái tổ chức ngầm kia, độ kỷ chính là xí nghiệp quốc doanh, đảm bảo uy tín và danh dự mặc dù không được chính phủ chứng nhận. Độ kỷ quy tắc nghiêm khắc, nơi này bán ra tuổi thọ đều là mọi người tự nguyện phiến ra. Bọn họ dùng tuổi thọ đổi lấy tiền tài. Người tình ta nguyện. Nếu trong vòng 3 ngày muốn đổi ý còn có thể trả lại đương nhiên độ kỷ, không phải cơ quan từ thiện, sẽ không toàn lui sẽ thu tỷ lệ tuổi thọ nhất định coi như tiền giải trừ hợp đồng. Hơn phân nửa người mua của Độ Kỷ đều đến từ khu nhà giàu, dùng giá cao nhất để mua tuổi thọ. Minh Thủ lúc này đang ở văn phòng xí nghiệp quốc doanh Độ Kỷ, nơi này rộng rãi sáng sủa, nhân viên công tác đang lui tới bên ngoài cửa thủy tinh trong suốt. Minh Thủ dò xét tấm thẻ trong tay, đây chính là tấm thẻ ghi chép tuổi thọ. Toàn thân tấm thẻ màu trắng, vật này sinh ra liền mang theo, rất thần kỳ. Phía trên không có gì, không khác với thẻ căn cước là bao. Góc bên phải là một tấm hình, bên cạnh chính là tư liệu. Họ và tên, giáng tuyết tuổi thọ còn thừa, 6 năm 13 tháng 5 ngày tuổi thọ cao nhất, 28 tuổi cái tuổi thọ cao nhất này là một hạn chế. Chính là nói, ban đầu cô sẽ chết lúc 23 tuổi, cô tước đoạt tuổi thọ của người khác thì có thể tiếp tục sống sót. Nhưng tuổi thọ cao nhất là 40 tuổi, cũng chỉ có thể sống đến 40 tuổi. Nếu như không có hạn chế, những người có tiền kia sẽ trở thành lão yêu quái bất tử rồi. Bất quá tuổi thọ này của nguyên chủ hoàn toàn không có khả năng kéo dài tính mạng a à, cốc cốc bên ngoài có người gõ cửa là trợ lý của nguyên chủ minh thủ thu tấm thẻ lại cho người vào trợ lý đưa một sấp tài liệu tới trước mặt cô đại tiểu thư đây là tư liệu cần xét duyệt hôm nay minh thủ gật đầu cậu đi mua cho tôi chút đồ ăn đi được thôi đại tiểu thư trợ lý rất nhanh rời đi minh thủ mở sấp tài liệu kia ra phía trên đều ghi chép người đến đây buôn bán tuổi thọ mỗi người bán đi tuổi thọ đều không dài một năm hai năm số tiền này đủ để bọn họ tiêu xài lâu dài không cần tiếp tục bán nữa minh thủ xét duyệt từng cái từng cái đây là quy củ của độ kỷ phòng ngừa có người từ trong đó kiếm lời cô vừa duyệt được hai cái liền có chút không muốn làm trợ lý một hồi lâu mang theo đồ ăn trở về mua không nhiều lắm chỉ có như vậy ách trợ lý cẩn thận nói đại tiểu thư không phải nói muốn giảm béo sao giảm béo minh thủ cúi đầu ngó ngó thân thể của mình thân thể này bảo trì rất khá có chỗ nào cần giảm béo? Minh thủ trầm ngâm một lát, tôi ăn no lại giảm, cậu mua nhiều một chút về đây. Khóe miệng trợ lý co giật một chút. Quả nhiên nữ nhi nói giảm béo đều là gạt người. Vị diện này bởi vì không phải như mọi người quen thuộc, cho nên mọi người chú ý nhìn một chút bối cảnh miêu tả phía trên a. Độ kỳ có nghĩa là kéo dài tuổi thọ. Chương 1245, Tuần lệnh đa linh 2. Minh thủ xét duyệt xong một đống tư liệu kia, người bên ngoài đều đã về gần hết, vị trí trợ lý bên ngoài vẫn còn sáng đèn. Minh thủ rũi người một cái, cầm cái bánh kem cuối cùng ta ngoài. Tan làm đi. Trợ lý lập tức đứng dậy, đại tiểu thư chờ một lát, tôi đi lấy xe. Không cần, tự tôi trở về, cậu về nghỉ ngơi sớm một chút đi. Minh thủ rời khỏi độ kỷ. Thế giới này kỳ thật cùng thế giới bình thường, cũng không khác biệt lắm ngoại trừ cái thiết lập tuổi thọ kỳ quái này. Đêm hôm khuya khoát cơ hồ không có ai lượn lờ ở bên ngoài, ai biết sẽ gặp phải tên điên nào cướp đoạt tuổi thọ của mình. Kiến trúc cao nhất của khu nhà nghèo bất quá có 3 tầng, đường đi coi như sạch sẽ cửa hàng bốn phía khóa chặt nguyện vọng muốn tìm một chỗ để ăn cái gì đó của minh thù hoàn toàn thất bại thời gian này nữ chính giả hẳn là vừa mới trùng sinh tới nữ chính chắc đang ở nơi nào đó đi giai đoạn này là trước khi nữ chính giả đang nghĩ cách trả thù sau đó mới có thể khôi phục thân phận hủy đi khu nghèo khó tìm cơ hội cùng nữ chính giả hẹn hò một chút bất quá chuyện quan trọng nhất bây giờ là tìm một nơi để ăn cơm nguyên chủ làm việc rất nhàm chán mỗi ngày đều ở trong phòng làm việc mặc kệ là mua hay bán đều có người đặc biệt phụ trách, tình huống cần cô ra mặt rất ít. Minh Thù quen thuộc mấy ngày, rốt cục vẫn là muốn chết không muốn sống trước khi tan sở, xử lý xét duyệt những cái tư liệu chất đống như núi kia. Trợ lý hạ, cậu có cảm thấy gần đây đại tiểu thư giống như ăn hơi nhiều không? Đại tiểu thư không phải nói muốn giảm béo sao? Trợ lý hạ trầm tư, đại tiểu thư nói muốn ăn no xong lại giảm. Thời điểm bọn họ đang thảo luận thì điện thoại của trợ lý hạ đột nhiên vang lên bên kia là một chàng tiếng mắng chửi, xen lẫn tiếng nhân viên gào thét, trợ lý hạ, xảy ra vấn đề rồi, có người đến gây sự. Đại sảnh độ kỷ. Minh thủ mang người xuống dưới, người trong đại sảnh đã đánh nhau. Độ kỷ làm việc không phải chuyện đứng đắn gì cho nên, địa điểm làm việc vẫn tương hẻo lánh. Nhưng lúc này trong đại sảnh tất cả đều là người. Một bên là nhân viên độ kỷ, một bên là người bình thường. Còn có mấy người đứng tại nơi hẻo lánh, hẳn là người đến giao dịch, nhân viên cùng đám người gây sự đang không ngừng xô đẩy, ngươi kéo y phục của ta, ta kéo tóc của ngươi, đánh đến phi thường hăng say. Dừng tay lại cho tôi. Trợ lý hạ không biết từ chỗ nào lấy ra cái loa phát thanh, dừng tay, bên kia, dừng tay. Âm thanh của trợ lý hạ vang vọng trong đại sảnh. Hai bên xô đẩy đến kịch liệt, từng người không phục tách ra. Nhân viên độ kỷ vì thể hiện rõ ràng bọn hắn phá cách, trang phục đều mặc giống nhau trên quần áo trước mặt in độ kỷ, phía sau in ghép vần minh thủ không biết là phá cách ở nơi nào cái này mẹ nó có gì khác nhau quậy cái gì coi nơi này là chợ bán thức ăn sao trợ lý hạ đi đến chỗ trống giữa hai bên chuyện gì xảy ra trợ lý hạ một nhân viên bị xé rách hết quần áo đi tới đem sự tình nói một lần chuyện là như thế này trước đó có một nữ sinh tới bán tuổi thọ chúng tôi dựa theo quy củ làm cho cô ta nhưng hiện tại gia đình của cô ta tới yêu cầu chúng tôi trả lại đã vượt qua kỳ hạn ba ngày chúng tôi không đồng ý bọn họ liền bắt đầu gây sự Phi. Trong đám người đối diện có một người phụ nữ nhổ nước bọt về phía nhân viên, những người như các người đều táng tận lương. Tâm, về sau xuống địa ngục sẽ bị thiên đao vạn quả. Con gái của tôi cái gì cũng đều không hiểu, các người lừa gạt nó, vương bát đản. Tôi mặc kệ, nhất định trả tuổi thọ của con gái tôi cho tôi. Trợ lý hạ nhìn về phía người phụ nữ, vị a di này, quy củ của độ kỳ tất cả mọi người đều rõ ràng. Người tình ta nguyện mua bán, con gái của bà là tự nguyện đến đây bán. Tự nguyện, nó làm sao có thể tự nguyện người phụ nữ kích động lên đều là mấy tên cặn bã các người ép buộc con gái của tôi trợ lý hạ tính khí nhẫn lại tiểu cô nương kia trưởng thành chưa nhân viên gật đầu không thành niên chúng tôi cũng không dám xử lý cho cô ta những quy củ kia của độ kỷ không phải để trang trí trợ lý hạ gật đầu a di bà cũng nghe thấy con gái của bà đã trưởng thành lựa chọn của cô ta cùng chúng tôi không có quan hệ độ kỷ sẽ không ép buộc bất kỳ ai người phụ nữ càng kích động a phi con gái của tôi tháng sau mới đủ tuổi trưởng thành, nó còn nhỏ như vậy, các người là bọn trời đánh hỗn đản, mau trả tuổi thọ lại cho con gái của tôi. Trợ lý hạ khẽ nhíu mày, hắn nhìn về phía nhân viên. Nhân viên lắc đầu, tiểu cô nương kia rõ ràng đã trưởng thành. Người phụ nữ kích động những người thân bên cạnh, bắt đầu náo động sang phạm vi lớn, đại sảnh trong nháy mắt lại biến thành chợ bán thức ăn. Minh thủ nghe trong chốc lát, từ phía sau đi tới. Nhân viên cho dọn ra một con đường cho cô. Nữ tử trên thân mặt một chiếc váy dài màu xanh nhạt, tóc tùy ý búi lên, nhìn qua cùng người bình thường không có gì khác nhau. Có thể là bởi vì đại sảnh của độ kỷ so với bên ngoài sạch sẽ hơn, nữ tử thong dong chấn định bước từ lối đi mọi người dọn ta, để bọn hắn nhìn thấy ảo giác của bọn khu nhà giàu đối diện kia. Âm thanh ồn ào đột nhiên an tĩnh lại. Nữ tử mỉm cười, thanh âm nhẹ nhàng chậm rãi vang lên, các người ồn ào lâu như vậy, xin hỏi người trong cuộc kia đang ở nào nào. Câu này vừa nói xong, sắc mặt người phụ nữ lập tức biến đổi. Bà ta cứng họng, cô là ai? người phụ trách của độ kỷ. Minh Thù bổ sung thêm một câu, lão đại. Mặc dù độ kỷ đều gọi cô là đại tiểu thư, nhưng phía trên đều không còn ai nên xem như cô là người lớn nhất. Độ kỷ xem như là sản nghiệp của gia tộc đi, nguyên chủ thừa kế từ cha của cô không quá phải, hẳn là cha ném cho cô. Vị lão ba này hiện tại không biết đã chạy đi du lịch ở nơi nào, một năm 365 ngày đều không nhìn thấy người. Thời điểm Minh Thù nói ra hai chữ lão đại, đám người gây sự kia tựa hồ có chút mơ màng. Đại khái không nghĩ tới lão đại của Độ Kỳ còn trẻ như vậy, vẫn là một nữ hài tử. Minh Thủ vẫn mỉm cười, cho nên người trong cuộc đang ở đâu? Người phụ nữ nháy mắt với đám thân thích vài lần nhưng không một người nào nói chuyện, dồn dập nhìn về phía người phụ nữ. Người phụ nữ ưỡn bộ ngực lên, thần sắc vẫn nộ, các người lừa gạt con gái của tôi, hiện tại còn muốn đe dọa nó sao? Tôi nói cho các người biết không có cửa, dạng các người nên bị tóm lên trên, đây là phạm pháp. Minh Thủ ngữ khí không thèm để ý phạm pháp thì như thế nào, pháp luật là dùng để bảo vệ kẻ có tiền, cùng chúng tôi nơi này không có quan hệ. Lời này không sai, pháp luật của chính phủ là dùng để bảo vệ khu nhà giàu. Khu nhà nghèo căn bản không có pháp luật. Nơi này chỉ có dãy ruộng, thống khổ, chèn ép, tuyệt vọng. Người phụ nữ cố gắng muốn kiếm cớ. Minh thủ cướp lời bà ta trước, giao dịch là việc ngươi tình ta nguyện, chúng tôi. Đã cho các người cơ hội 3 ngày để hối hận, đã qua 3 ngày các người không đổi ý, giao dịch đã hoàn thành bà bây giờ tới đây quậy, là ai bảo bà đến, muốn lừa gạt chúng tôi sao? Câu nói sau cùng khiến đại sảnh yên tĩnh vài giây. Người phụ nữ có chút gấp, bà ta nhìn chung quanh một chút, đột nhiên giống một tiếng, con gái của tôi là trẻ vị thành niên, lời nó nói căn bản không thể giữ lời. Minh Thù bừng tỉnh, bà chính là đang muốn lừa gạt chúng tôi rồi. Con ngươi người phụ nữ trừng lớn, sau đó khóc trời đập đất trách móc, cô nói hưu nói vượn cái gì, ai muốn lừa cô, cô chớ có ngậm máu phun người là đám khốn kiếp này khi dễ con gái của tôi hiện tại còn trả đũa, các người thật táng tận lương tâm, tôi chỉ có một đứa con gái, sau này sẽ sống thế nào đây? Chương 1246, Tuần lệnh đa linh ba. Trợ lý Hạ thấy người phụ nữ trách móc quá mức, muốn lên tiếng liền bị Minh thủ ngăn lại. Cô để nhân viên đem tới cho mình cái ghế dựa, bịch bánh bích quy cùng nước trà. Dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn người phụ nữ khóc mắng. Người phụ nữ ở bên kia khóc nửa ngày, đối diện ngay cả một động tĩnh đều không có, bà ta hơi khẽ ngẩn đầu lên dò xét kết quả trông thấy người đối diện chính uống trà ăn bánh bích quy người phụ nữ diễn xong rồi minh thù hỏi không tiếp tục sao người phụ nữ phản ứng này không đúng đối phương quá bình tĩnh người phụ nữ không biết nên làm sao để phát huy đoàn thân thích bên cạnh cũng có chút mơ màng người phụ nữ thấy thế liền trực tiếp ngồi xuống trên mặt đất bắt đầu chửi ẩm lên minh thù cũng không để ý tới bà ta chậm rãi ăn bánh bích quy có người cùng tới hỗ trợ người phụ nữ liền để nhân viên ngăn bọn họ lại. Cổ họng người phụ nữ đã bốc khói cũng không thấy đối phương có hành động gì. Cái khí thế bình tĩnh này làm người phụ nữ không chắc chắn. Khóc xong rồi, lớp trang điểm của người phụ nữ sớm đã nhem nuốt. lúc này cả khuôn mặt cùng đều giống một con mèo hoa. Minh thủ liếc bà ta một cái, chậm rãi lên tiếng, chưa đầy 18 tuổi không được giao dịch là quy củ của độ kỳ chúng tôi, nhưng bà đi hỏi thăm bên ngoài một chút, những người kia sẽ quản cái này sao? bà nghĩ một cái quy củ này sẽ được pháp luật bảo vệ sao? Dù sao loại tuổi thọ này sau khi bán đi đối với bản thân cũng không có ảnh hưởng gì. Tuổi thọ ở nơi này tựa như chỉ là một chuỗi chữ số, gia tăng giảm bớt, không đến thời điểm cuối cùng tử vong hoàn toàn sẽ không tạo ảnh hưởng gì cho bản thân. Người phụ nữ ấp úng một tiếng, lời trước đó nghĩ sẵn trong đầu lúc này đột nhiên có chút nói không nên lời. Minh thủ tiếp tục nói, dùng tuổi thọ trao đổi tiền, kia là lựa chọn của chính các người, trách không được người khác không ai sẽ vì lựa chọn hối hận của các người để trả tiền. Các người đây là cường đạo. Người phụ nữ hung tợn nói. Cường đạo. Minh thủ cười nhạt, tôi cướp của bà cái gì rồi? Giao dịch tuổi thọ là chuyện cấm, các người không phải cường đạo thì là cái gì? Tôi muốn tố cáo các người. Người phụ nữ đột nhiên bắt đầu uy hiếp. Ha, bà đi đi. Minh thủ cười, đầu tiên bà đến xin tiến vào khu nhà giàu, giao nạp tiền đặt cọc, sau đó tìm tới nơi khiếu nại, điền phiếu xin khiếu nại, về sau bà cần chờ đợi, Ừ, đại khái nửa tháng bà sẽ nhận được thông báo. Minh Thủ nói không nhanh không chậm, sắc mặt của người phụ nữ cùng đám thân thích liền khó coi một phần. Đây là khu nhà giàu đối với khu nhà nghèo hèn hạ. Ở khu nhà giàu căn bản không cần những trình tự này. Cuối cùng bà sẽ chỉ bị phái trả lại, bởi vì bọn hắn sẽ không quản nơi này. Người phụ nữ trợ lý Hạ đột nhiên đưa điện thoại tới trước mặt Minh Thủ. Minh Thủ đem nội dung quét một lần. Người đàn bà trước mặt này tên là Hoa Hoa, con gái bà ta bởi vì muốn tới khu nhà giàu sống nên chạy đến độ kỳ bán tuổi thọ chuẩn bị đến khu nhà giàu ai biết còn chưa đi liền bị người ta đoạt bây giờ còn đang nằm bệnh viện người bình thường nếu bị trọng thương tuổi thọ sẽ cực nhanh giảm mạnh cho nên hoa hoa liền nghĩ đến số tuổi thọ con gái vừa bán đi con gái bà ta cũng rất biết chơi trực tiếp bán một nửa chỉ cần đem số tuổi thọ lấy về con gái bà ta có thể sống thêm một thời gian rất dài thế là có một màn như này minh thù nhìn người phụ nữ và cùng đám thân thích bị đuổi ra ngoài mặt bỏ họ xám xịt rời đi. Trợ lý Hạ nhìn nữ tử còn đang ngồi ở đại sảnh. Cách xử sự, sự của vị đại tiểu thư này càng ngày càng có thủ đoạn. Vừa rồi đối phương quậy đến kịch liệt, cô lại một chữ cũng không nghe, chỉ để hắn đi tra một chút thông tin của người trong cuộc kia. Đại tiểu thư, hôm nay có một cuộc giao dịch cần cô ra mặt. Thấy Minh Thù muốn đi, trợ lý Hạ vội vàng nói. Ừ, Minh Thù có chút nhíu mày, giao dịch gì? Cần cô ra mặt, khẳng định không phải chuyện đơn giản. Thời gian giao dịch là 3 giờ chiều, Địa điểm ngay tại khu nhà giàu, hai bên được phân chia ranh giới rõ ràng, người của khu nhà nghèo muốn tiến vào khu nhà giàu cần phải có trình đơn xin phép, mỗi người đều không nhất định được xét duyệt trở xuống. Nhưng giữa hai khu cũng không ít người làm ăn lui tới cho nên liền có một lối đi đặc thù, chuyên cung cấp cho loại người này đi qua. Nguyên chủ thuộc về loại người này, chính phủ không biết độ kỳ làm cái gì, khu nhà giàu không cho phép có chuyện như vậy tồn tại, đại khái những người này đều muốn trên tay mình sạch sẽ. Nhưng là ai muốn chết a? À? cho nên việc không được chính phủ cho phép ngoài vòng ánh sáng này, chỉ có ngầm là không bị hạn chế. Cho nên cô ra vào khu nhà giàu coi như dễ dàng. Xe lái qua lối đi đặc thù, cảnh sắc chung quanh lập tức chuyển đổi, đường đi rộng rãi, xe sang trọng đầy đường, các cửa hàng muôn màu rực rỡ, cần cái gì đều có cái đó. Xe dừng lại tại một ngôi biệt thự. Minh thủ xuống xe, mấy vệ sĩ bên cạnh cũng đi về phía bọn họ, đưa bọn họ tới một căn phòng. Đây là ý gì? Vệ sĩ lời ít mà ý nhiều trả lời, giáng tuyết tiểu thư, khử độc khử độc minh thù cười lạnh xem tôi là một con virus sao giao dịch này không làm trợ lý hạ đi ăn cơm cô quay người rời đi vệ sĩ bị phản ứng này làm cho bối rối trợ lý hạ cũng có chút bối rối bất quá người mua lần này quả thật có chút quá phận trước kia một số người mặc dù sẽ có ý xem thường nhưng cũng không dám đắc tội đại tiểu thư lần này lại là khử độc ngẫm lại cũng làm người ta chán ghét cho nên minh thù muốn đi trợ lý hạ cũng không cản bọn họ cũng không thiếu một đơn hàng như này thời điểm sắp lên xe, bên trong có một người ăn mặc trông như quản gia chạy đến giáng tuyết, tiểu thư xin dừng bước. Quản gia vô cùng lễ phép, mới vừa rồi là hạ nhân không hiểu chuyện, tôi thay mặt xin lỗi ngài, mời ngài sang bên này, tiên sinh đã chuẩn bị tốt bữa tối. Bữa tối, chủ nhân của biệt thự tên là Chu Hồng Kiệt, khoảng chừng 40 tuổi, mặc một bộ đồ mặc ở nhà, rất phúc hậu, bất quá sắc mặt cũng không tốt lắm. Giáng tuyết tiểu thư, mời ngồi. Chu Hồng Kiệt ra hiệu mời Minh Thủ ngồi minh thù đứng không nhúc nhích ánh mắt nhìn bốn phía không phải nói có bữa tối chu hồng kiệt hơi sững sờ sau đó cười lên là tôi cân nhắc không chu toàn dáng tuyết tiểu thư mời tới bên này để đầu bếp chuẩn bị một câu tiếp theo phân phó cho quản gia khung cảnh chuyển sang phòng ăn đầu bếp làm tại hiện trường chu hồng kiệt cảm thán một tiếng dáng tuyết tiểu thư tuổi trẻ tài cao để cho người ta bội phục a à, bội phục thì làm được cái gì không phải vẫn bị người ta yêu cầu khử độc sao giọng nói minh thủ nhẹ nhàng hoàn toàn không để cho người ta nhìn thấu được là có ý gì. Chu Hồng Kiệt biểu tình hơi thu liễm lại, việc này là đụng phải dáng tuyết tiểu. Thư, bất quá bọn họ cũng là lo lắng cho thân thể của tôi, sợ. Sợ đem virus khu nhà nghèo lây sang cho ông à. Đối với bọn họ mà nói, người của khu nhà nghèo đều là virus, cùng bọn họ tiếp xúc, hận không thể đem toàn thân mình bọc lại, sợ dính vào thứ virus không sạch sẽ. Chu Hồng Kiệt, tốt xấu gì hắn cũng là người mua, cô đối đãi với khách hàng của mình như vậy, coi như cô là lão đại của Độ Kỷ cũng có chút không coi ai ra gì. Nhưng Chu Hồng Kiệt nghĩ đến chuyện lát nữa, đem điểm không thoải mái này đè ép xuống. Đúng lúc đầu bếp đang sắp xếp, đưa thức ăn tới trước mặt Minh Thù, bầu không khí quỷ dị liền bị đánh vỡ. Chương 1247, Tuần lệnh đa linh 4. Đầu bếp làm đồ ăn chậm rãi, trọng tại huyễn kỹ, Minh Thù chỉ có thể thả chậm tốc độ. Chu Hồng Kiệt đối diện chỉ rót một ly rượu đỏ, đồ ăn trước mặt căn bản không đụng vào. Giáng Tuyết tiểu thư, có hợp khẩu vị không? không có đầu bếp nhỏ làm đồ ăn ngon bình thường bị phê bình như vậy đầu bếp giống như có chút bất mãn ý kia tựa như nói một người từ khu nhà nghèo như cô đến có biết thưởng thức hay không cũng may đầu bếp có chút tự giác nơi này là nhà của chu hồng kiệt nên chỉ nhìn minh thù một chút liền tiếp tục công việc của mình chu hồng kiệt nhấp một ngụm rượu vang đỏ khụ tôi cũng không cùng dáng tuyết tiểu thư nói nhảm tôi muốn mua tuổi thọ từ chỗ của cô giá cả không thành vấn đề minh thù cười khẽ tôi sợ ông không chịu đựng nổi Chu Hồng Kiệt hơi tự tin, tuy nói tuổi thọ giá cao chót vót, nhưng đối với tôi mà nói không phải vấn đề gì. Tuổi thọ chân quý như vậy, sao có thể chỉ mấy chục ngàn là có thể mua được? Chu Hồng Kiệt đã sớm tìm hiểu qua, nhưng với giá trị con người của hắn, chút tiền ấy quả thực không thành vấn đề. Đáng hận nhất chính là đám người này, Minh Thủ cũng không khách khí. Chu Tiên sinh tiếng tâm lửng lẫy, Phú Khả địch quốc, Minh Thủ đem thành ngữ có thể khen một mạch dùng tới. Chu Hồng Kiệt nghe Minh Thủ khen mình như thế, lúc đầu còn rất cao hứng nhưng càng nghe càng cảm thấy không đúng giống như người có thân phận như vậy nên yêu cầu một phần đặc chế riêng mới có thể phối hợp với thân phận cao quý của ngài nổi bật thân phận và địa vị của ngài chu hồng kiệt thăm dò dáng tuyết tiểu thư nói đặc chế riêng là minh thù mỉm cười chúng tôi bán cho người bình thường đều tính theo năm chu hồng kiệt không tính theo năm thì tính theo cái gì nhưng chu tiên sinh không giống ngài cao quý cỡ nào a à? dùng năm tính cùng thân phận của ngài quá không hợp cho nên chúng tôi tính theo ngày đi Chu Hồng Kiệt, trợ lý hạ phía sau cũng bị làm cho khiếp sợ. Đại tiểu thư chưa từng nói với hắn muốn sửa đổi hình thức A. À, Minh Thù nhìn Chu Hồng Kiệt vẫn còn đang khiếp sợ. Tiếp tục nói, tôi tính toán thân phận của Chu Tiên Sinh một chút. Một ngày 100 ngàn đi, cũng chỉ là doanh thu một phần 10 trong ngày của ngài. Không coi là nhiều, Chu Tiên Sinh muốn mua bao nhiêu ngày. Một ngày 100 ngàn, một năm 36 triệu. Theo giá thị trường hiện tại, một năm tuổi thọ bất quá cũng chỉ 15-20 vạn. Chu Hồng Kiệt giận tái mặt. Giáng tuyết tiểu thư giá tiền này của cô có chút quá đáng minh thủ kinh ngạc chu tiên sinh chẳng lẽ cảm thấy mạng của mình không bằng cái giá này chu hồng kiệt nếu hắn phủ nhận thì chính là mạng của hắn không bằng cái giá này nhưng nếu hắn thừa nhận ánh mắt chu hồng kiệt mang theo một tia giỏ xét dáng tuyết tiểu thư là cố ý làm khó tôi ai nha bị ông nhìn ra rồi lửa giận từ đáy mắt chu hồng kiệt bắt đầu ngưng tụ hắn hừ lạnh một tiếng dáng tuyết tiểu thư đông thành bên kia cũng không phải chỉ một mình cô làm ăn tôi không phải chỉ biết một mình cô khu nhà giàu cùng khu nhà nghèo chỉ là cách gọi của mọi người cách gọi của chính phủ là khu đông thành cùng khu tây thành khu đông thành chính là khu nhà nghèo còn có một số người sẽ đem khu nhà nghèo gọi thành vựa ve chai rác rưởi ừ ông có thể tìm người khác minh thủ rất giảng khoái gật đầu ngữ khí tùy tiện không chút nào quan tâm tới việc đắc tội hắn con người chu hồng kiệt híp lại bầu không khí nhất thời dương cung bạt kiếm tiễn khách minh thù đứng dậy mỉm cười vậy tôi chúc chu tiên sinh may mắn chu hồng kiệt nhìn chằm chằm nụ cười trên mặt của minh thù lửa giận trong lòng càng bốc lên hắn thế mà lại bị một nữ nhân đùa giỡn chu hồng kiệt nói giáng tuyết tiểu thư không nên cảm thấy mình có bao nhiêu bản lĩnh trong mắt chúng tôi các người chẳng phải là cái thá gì người phía sau nụ cười càng sán lạn thuận theo hắn nói ừ các người bản lĩnh lớn các người bản lĩnh đặc biệt lớn nha minh thù mang theo trợ lý hạ rời khỏi biệt thự chu hồng kiệt đập bàn tại chỗ thứ đồ chơi gì, thật coi mình là cao quý còn cùng tôi sĩ diện. Tiên sinh không nên tức giận, quản gia bên cạnh khuyên bảo, khu Đông Thành bên kia còn nhiều người làm việc này, chúng ta có thể tìm người khác. Bọn hắn lựa chọn độ kỳ chẳng qua bởi vì độ kỳ lớn nhất khu Đông Thành, danh tiếng cũng là tốt nhất. Chu Hồng Kiệt ngực chập trùng lớn, vậy ông còn không đi? Quản gia liên tục gọi điện thoại. Minh thủ ngồi lên xe, trợ lý Hạ lập tức mở miệng, đại tiểu thư, cô làm cái gì vậy? Cô không muốn giao dịch với hắn chúng ta liền không làm làm sao còn giang lên tôi chính là giang tinh trợ lý hạ lơ ngơ giang tinh là cái quỷ gì minh thù nhìn đường đi ngoài cửa sổ xe không ngừng mà nói về trước đi tôi cần làm chút chuyện trợ lý hạ minh thù trở lại khu đông thành liền mất bóng trợ lý hạ đứng ngoài cửa chính hoài nghi nhân sinh cho nên đại tiểu thư muốn trở về để làm gì khu đông thành làm việc này chỉ có mấy nhà loại sự tình này cũng không phải ngươi muốn làm liền có thể làm ngươi muốn làm còn phải xem người làm trước có đồng ý hay không ai mà không có chút bối cảnh. Vì thị trường cạnh tranh công bằng, mỗi giá cả đều phải có giá trị của nó, mọi người đều tuân thủ quy tắc này. Những cái nhiễu loạn thị trường cùng khu ngầm bị mấy nhà này, bắt được thì không có quả ngon để ăn. Minh Thù hỏi thăm gia chủ của mấy nhà này một chút, hữu hảo đem giá cả thống nhất tăng lên 100 ngàn một ngày. Thời điểm Minh Thù đem giá cả mới báo cho trợ lý hạ, trợ lý hạ đã không còn nghi ngờ nhân sinh nữa. Hắn bắt đầu suy nghĩ hôm nay có phải đang nằm mơ hay không? Đại tiểu thư, cái này, Bọn họ cũng đồng ý. Kiếm tiền vì cái gì không đồng ý. Thế nhưng tăng lên nhiều như vậy. Trợ lý hạ gấp đến không được. Một ngày 100 ngàn, chúng ta còn làm ăn thế nào? Khu nhà giàu chỉ là cách gọi chung nhưng cũng không phải ai cũng là triệu phú. Còn có nhiều người bình thường đang làm công ăn lương. Những người này kỳ thật một tháng cũng không dư được bao nhiêu. Cầm 100 ngàn mua một năm tuổi thọ đã là cực hạn của bọn họ. À, phía trên không phải viết, nhìn đồ ăn để ra ra sao. Minh Thủ chỉ vào tờ đơn, người bình thường còn dựa theo giá này để bán. Trợ lý hạ, nhìn đồ ăn để ra giá cái từ này, vì sao lại được nói từ trong miệng của đại tiểu thư chứ? Cái này mẹ nó không phải là từ chuyên dụng của gian thương sao? Chúng ta sẽ dẫn dắt toàn bộ đông thành phát tài A. À. Minh Thủ vỗ vỗ vai trợ lý hạ, một năm chính là 36 triệu, có thể có thể, có thể mua rất nhiều đồ ăn. Trợ lý hạ, câu cuối cùng là cái quỷ gì? Đại tiểu thư, cô làm như vậy sẽ khiến rất nhiều nhân tố không ổn định, tỷ như sẽ có người vụng trộm cướp đoạt tuổi thọ của người khác buôn bán, cái này sẽ nhiễu loạn toàn bộ thị trường, đối với chúng ta cũng không có lợi. Giao dịch cùng những người kia, những người có tiền kia hẳn là phải cân nhắc một chút." Minh Thủ nói. "Nói không chừng cả người cả của đều không còn. Bọn họ chú trọng danh dự và uy tín, nhưng những người khác có thể không chú trọng. Trong thị trường ngầm đều dùng biết bao nhiêu thủ đoạn để có được tuổi thọ bán với giá thấp, bất kể lúc nào cũng có. Nhưng những cái kia chỉ là số ít." việc quan trọng chân chính đều nằm trong tay những người này. Làm theo lời tôi nói đi. Khóe miệng Minh Thủ nhếch lên, tôi biết mình đang làm cái gì. Trợ lý hạ. Chương 1248, Tuần lệnh đa linh năm. Chu Hồng Kiệt nhìn tấm thẻ của mình, tuổi thọ phía trên chỉ còn lại 2 tháng. Trước đó hắn xảy ra một trận tai nạn giao thông, tỉnh lại thì tuổi thọ cũng chỉ còn lại có chừng này. Tiên sinh, quản gia từ bên ngoài tiến vào, Chu Hồng Kiệt nắm chặt tấm thẻ, dùng tay áo che lại, "Thế nào? Người đâu?" Biểu hiện của quản qua hơi khó coi, tôi đã hỏi mấy nhà bên khu đông thành bên kia, đều là đồng giá. Chu Hồng Kiệt cọ một cái đứng lên, cái gì? Ông lặp lại lần nữa. Quản gia cũng cảm thấy có chút không chân thực. Hắn lau một vệt mồ hôi lạnh, 100 ngàn một ngày. Chu Hồng Kiệt đánh bộp một cái trên bàn, người của khu đông thành điên rồi sao? Quản gia, khu đông thành điên hay không điên hắn không biết, hắn chỉ biết là nếu quả như thật thế này, sợ rằng sẽ gây nên một trận cuồng phong khu Tây Thành bên này rất nhanh liền biết chuyện, lại nhanh chóng chuyển vào trong vòng phú hào. Khi bọn hắn biết được người bình thường vẫn được giá cả như trước, lập tức biết bọn hắn là bị nhầm vào rồi. Vì sao lại bị nhầm vào? Ai làm cái gì? Có thể là do nguyên nhân giao dịch tuổi thọ, nên người của thế giới này lại càng dễ xảy ra chuyện, ba ngày một ít chuyện, năm ngày lại chuyện lớn hơn đều thường có. Những người này bình thường đều tiêu tiền, để đổi lấy tuổi thọ cao nhất tiêu hao tuổi thọ lại mua lại tuổi thọ. Ví dụ một chút, một người chỉ có thể sống đến 23 tuổi, nhưng hắn mua tuổi thọ lên đến 40 tuổi. Thế nhưng lúc này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tiêu hao hết 10 tuổi, như vậy lúc này ngươi có thể dùng tiền mua 10 năm tuổi thọ này lại là được. Nói cách khác chỉ cần ngươi có tiền, ngươi có thể mua đến 40 tuổi thọ sau đó chết già, trong lúc đó tuổi thọ tiêu hao đều là tuổi thọ dùng tiền mua được. Lúc đầu một năm 100 ngàn, đối với bọn hắn hoàn toàn ok, nhưng bây giờ một ngày 100 ngàn, cái này mẹ nó không phải muốn lấy mạng sao rất nhanh liền có người khởi xướng đàm phán, khu đông thành rất bá khí cự tuyệt đàm phán. Ngươi có muốn mua hay không? Ngươi không mua vậy các ngươi liền đi giết người ngồi tù đi thôi, pháp luật của khu tây thành vẫn là bảo vệ mọi người. Giết người thì phải ngồi tù, mà pháp luật của khu tây thành rất nghiêm khắc, có tội phải nhận tội. Coi như ngươi sai người khác cướp đoạt, cuối cùng cái tuổi thọ này cho ngươi dùng ngươi vẫn phải ngồi tù. Cướp đoạt tuổi thọ cũng là một việc cần kỹ thuật, người bình thường cướp đoạt đều chỉ có thể cướp đoạt toàn bộ đại biểu, cho việc nhất định phải giết người. Còn có một điểm rất quan trọng, nếu như cướp đoạt tuổi thọ vượt quá tuổi thọ cao nhất của bản thân, cũng sẽ xảy ra chuyện tuổi thọ nguyên bản giảm phân nửa, lại cũng không còn cách nào cướp đoạt tuổi thọ của người khác. Chỉ có giao dịch với khu đông thành bên này, với kỹ thuật của bọn họ mới có thể đến thời hạn chính xác. Những kỹ thuật cao siêu này chỉ có mấy nhà nắm giữ, nhưng những người đó đều giấu giếm đi. Khu Đông Thành không tham gia đàm phán, bên kia lại phái ra một tiểu đội đàm phán trực tiếp giết tới khu Đông Thành. Tổng bộ độ kỷ đoàn người đàm phán mang âu phục giày ra ngồi ở phòng họp, phía trên là minh thù đang hút sữa chua ào ào. Giáng tuyết tiểu thư, chúng ta có thể nói chuyện không? Minh thủ phất tay, có thể à, tôi lại không có chặn miệng của các người không phải sao? Người phụ trách đoàn đàm phán lộ ra vẻ mặt cứng ngắc, giáng tuyết tiểu thư, liên quan tới việc các người tăng giá tuổi thọ lên cao, chúng tôi hy vọng cô có thể giải thích một chút. Không có gì để giải thích, tôi tình nguyện cao hứng tăng giá, các người không phục đều có thể hận tôi. Tới đi, để giá trị hận thù tới mãnh liệt hơn một chút. Đoàn đàm phán, người này là cái quỷ gì? Đoàn đàm phán, Giáng Tuyết tiểu thư, cô có thể nói một chút tại sao muốn làm như vậy không? Nếu như có thể giải quyết, mọi người thương lượng một chút, giải quyết trong hòa bình không phải tốt hơn sao? Tôi nghĩ một chút, Minh Thủ chống cằm, đầu gật gật, ghét nhà giàu, lý do này thế nào? Tôi cảm thấy có thể. Đoàn đàm phán, cái này còn nghe không hiểu Minh Thủ cố ý, bọn hắn chính là ngốc người nào đó trong đoàn đàm phán ép không được lửa giận mở miệng uy hiếp giáng tuyết tiểu thư cô đây là muốn đối đầu cùng khu tây thành cậu thật nghịch ngợm cái này của chúng tôi cũng không phải chuyện có thể lộ ra ngoài vòng sáng đắc tội các người thì thế nào cùng lắm thì tôi đổi nghề thôi cô nói câu trước cùng câu sau đến cùng có quan hệ gì cô còn biết không thể lộ ra ngoài ánh sáng không thể lộ ra ngoài ánh sáng cô còn náo lớn như vậy đắc tội một lúc sau đám người mới kịp phản ứng đây là khu đông thành chính phủ đã sớm rút khỏi nơi này đại biểu cho việc nơi đây bị pháp luật vứt bỏ đoàn đàm phán đột nhiên có chút lạnh người bắt đầu lo lắng cho an toàn của bản thân mình đoàn đàm phán thất bại mà quay về trợ lý hạ đều sắp bị minh thù hù chết đại tiểu thư chúng ta thật sự phải làm như vậy không phải đã làm rồi sao thừa dịp hiện tại quan hệ còn chưa chuyển biến xấu trợ lý hạ minh thù nhìn trợ lý hạ cậu phải nhớ kỹ chúng ta mới là người đặt ra quy tắc trợ lý hạ xứng sờ tại chỗ cho tới bây giờ bọn họ tựa hồ cũng vì người tây thành mà phục vụ thế nhưng bọn họ đã quên bọn họ mới là người có ưu thế tuyệt đối đại tiểu thư tôi hiểu rồi minh thủ duỗi người một cái buổi tối hôm nay ăn cái gì thì tốt đây trợ lý hạ minh thủ đem công việc giao cho trợ lý hạ tự mình tan làm trước không có cách nào người nơi này đóng cửa tiệm đặc biệt sớm trời tối trên đường liền không nhìn thấy bóng người nào minh thủ đuổi tới một quán ăn cuối cùng khu đông thành thật sự rất loạn Minh Thủ ăn một bữa cơm đã chứng kiến ba nhóm người gây sự. Xoạt thanh niên bị người ta xô ngã, trượt đến bàn của Minh Thủ, cái bàn lung lay mấy lần cũng không có đổ. Thanh niên che ngực, muốn đứng lên nhưng mấy lần đều không đứng lên được. Trước mặt đột nhiên có cái gì đưa tới, hắn theo bản năng ôm lấy đầu. Nhưng mà đưa tới trước mặt hắn là một cây côn sắt, thanh niên sững sốt một chút, lại nhìn lên là một đôi trắng nõn tay, móng tay xinh xắn thon gọn, lộ ra màu hồng nhàn nhạt, nhạt. "Cầm đi." Thanh niên theo bản năng nhận lấy mấy người bên kia đã lao đến. Thanh niên không biết có sức mạnh từ nơi nào tới, nhảy lên một cái, cầm côn sắt giết tới người đối diện. Người đối diện không nghĩ tới thanh niên đột nhiên có vũ khí, trong lúc nhất thời trở tay không kịp liền bị xuống thế hạ phong. Thanh niên giống như bật hách, đem đám người kia đánh cho tơi bởi hoa lá. Mẹ nó tiểu tử thúi, mày có gan lão tử chờ đấy cho lão tử. Thời điểm rời đi người nào đó còn hét lớn một tiếng. Người bốn phía vây xem, thấy người đi rồi lại không cảm thấy kinh ngạc tản ra, chỉ có chủ quán đi về phía thanh niên, đung đung tính toán tổn thất. Thanh niên miễn cưỡng chống đỡ thân thể, sắc mặt khó coi, "Cái kia, tôi có thể nợ trước hay không? Nợ. Ai biết sáng mai cậu đi nơi nào? Khu đông thành không phải thôn nhỏ, nơi này rất lớn, chủ quán có chút khó chịu. Tôi thật không có." Thanh niên ngữ khí bất đắc dĩ. Tổng kết một chút thiết lập khu nhà giàu có pháp luật, không thể cướp đoạt tuổi thọ của người khác, mà bọn họ không có kỹ thuật không thể trừa lại tuổi thọ cho người khác, chỉ có thể tước đoạt toàn bộ, mà người cướp đoạt nếu như cướp đoạt tuổi thọ vượt qua tuổi thọ cao nhất của mình, thì tuổi thọ nguyên bản sẽ bị giảm phân nửa, cũng không còn có thể cướp đoạt tuổi thọ. Các người có thể hiểu thành một bên có tiền, một bên có kỹ thuật. Hiện tại đại lão kỹ thuật muốn hùng khởi rồi. Chương 1249, Tuân lệnh đa linh 6. Chủ quán lục soát trên người thanh niên mấy lần, xác định hắn không có nói láo, trên người hắn ngay cả một phân tiền cũng không có. Cuối cùng cũng không có cách nào, thanh niên đưa điện thoại cầm cho chủ quán điện thoại vẫn là kiểu mới chủ quán nhìn nửa ngày cuối cùng mới đồng ý thanh niên nặng nề thở ra một hơi hắn nhìn cây gậy trong tay xoay người đi tìm người vừa rồi đưa gậy cho mình bốn phía đều là đám người ầm ĩ nữ sinh kia ngồi ở kia một bên thanh âm phẳng phất từ bốn phía trôi qua người cô cũng không làm cô đặt mình vào cái vòng hỗn loạn này thanh niên dò xét trên người minh thù một phen dạng người khí chất như vậy mà lại xuất hiện ở đây bất quá chỉ là một người bình thường dưới tình huống như vậy thế nhưng lại đưa gậy cho hắn không sợ gây phiền toái sao hắn che lấy bà vai đi qua cái kia cảm ơn cô không khách khí minh thủ liếc hắn một cái vừa tới liền muốn lật tung cái bàn của tôi thanh niên minh thủ tiếp tục nói lãng phí lương thực là đáng xấu hổ thanh niên minh thủ ăn xong thanh niên vẫn còn đứng tại chỗ cái kia tôi đưa cô về tôi sợ những người vừa rồi tìm cô gây phiền phức dường như sợ minh thủ sẽ hiểu lầm việc gì hắn cố ý bổ sung thêm một câu phía sau không cần dù sao tôi cũng không có việc gì cô ở chỗ nào ban lan gãi gãi đầu cái kia tôi cũng không có ý gì khác hiện tại đã trễ như vậy một mình cô trở về không an toàn minh thù cự tuyệt cũng vô dụng thanh niên một đường đi theo cô tôi tên ban lan cô tên gì ánh mắt minh thù lướt qua bốn phía thuận miệng đáp ngũ thải hà thanh niên gãi gãi đầu vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc minh thù đột nhiên hỏi hắn cậu biết hẻm hoa nghệ ở đâu không ban lan gật đầu biết tôi ở chỗ đó đưa tôi tới cho cậu thù lao không cần không cần nếu không phải cô đưa cho mình vũ khí hắn hiện tại không biết đã bị đánh thành cái bộ dáng gì ban lan có chút trần trờ bất quá muộn như vậy cô thật sự muốn đến đó khu đông thành phân chia có chút loạn đặc biệt loạn siêu cấp loạn hẻm hoa nghệ thuộc về nơi siêu cấp loạn nhưng bởi vì tiền thuê nhà nơi đó rẻ nhất nên mọi người không thể không ở. Minh Thù, đúng thế, cậu biết thì tranh thủ thời gian dẫn đường, không biết tôi tìm người khác. Tính toán thời gian chính là hôm nay nữ chính giả cùng nữ chính sẽ phát sinh một chuyện. Y Tích đi ra ngoài bị người ta vô lễ, gọi Lục Ngưng đến cứu cô ta, Lục Ngưng để Y Tích chạy trước đi gọi người. Nhưng Y Tích cũng không có gọi người, Lục Ngưng xém chút mắt đi sự trong sạch, cũng may hào quang của nữ chính vẫn còn, được người khác cứu đi. Trên thực tế người kia chính là Y Tích sắp xếp không thì làm sao cô ta có thể đợi đến khi lục ngưng đến cứu, cũng chưa biết chừng đã bị người ta lấy đi trong sạch rồi. Hiện tại chậm muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, thuận tiện kéo ra trị hận thù. Vậy được rồi. Ban Lan mang theo minh thủ lên xe buýt, xe buýt khu Đông Thành cũng nghỉ sớm, bất quá bọn họ vận khí tốt nên gặp được chuyến xe cuối cùng. Từ trên xe buýt nhìn khu Đông Thành, ngoại trừ cũ nát tựa hồ không nhìn thấy những khác, thỉnh thoảng còn có người đánh nhau ẩu đà. Một tốp người cuối cùng đang chen lên xe buýt, Ban Lan chen trúc từ trong đám người nhìn nữ sinh dựa vào cửa sổ, cô hơi nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, đám người chen trúc cũng không làm cô mất kiên nhẫn. Nếu như Ban Lan để ý một chút sẽ phát hiện những người kia cách cô một khoảng cách, trên người cô tựa hồ có một tầng bảo vệ vô hình che chở cho cô. Người xuống hẻm hoa nghệ cũng rất nhiều, Minh thủ dẫm lên cánh cửa đi xuống. Ban Lan đứng bên cạnh cô, hiếu kỳ hỏi, cô là người khu Đông Thành sao? Đúng vậy à? Ban Lan có chút không tin nhìn cô không giống người của khu đông thành dù là trang phục hay khí chất người khu đông thành mang đến cho hắn một cảm giác chính là mặt mày xám xịt sinh hoạt thiếu thốn thần sắc chết lặng giống như người của toàn thế giới đều thiếu nợ hắn mấy triệu minh thủ cũng không biết vị trí cụ thể chỉ có thể đi vòng quanh hẻm hoa nghệ mới vừa rồi còn có tiếng người lúc này đã không còn nữa cho dù có người đi ngang qua cũng là đi vội vã thần sắc phòng bị chỉ có ánh đèn sáng bốn phía ngẫu nhiên có thể nghe thấy âm thanh từ trong phòng truyền tới cô muốn tìm cái gì ban lan vẫn đi theo cô minh thủ rút ra mấy tờ tiền cho hắn cậu có thể đi rồi cảm ơn đã dẫn đường ban lan không nhận tôi nói dẫn đường cho cô không cần minh thủ đem tiền nhét vào trong áo khoác hắn thiếu niên tiền đến tay nên cầm lấy đây là thời gian của cậu nỗ lực mà có được ban lan nhìn mấy tờ tiền lộ ra nửa ngày cũng không lên tiếng a à, tiếng thét ngắn ngủi chói tay phá vỡ đêm tối minh thủ ngẩng đầu nhìn một chút nhắc chân chạy về hướng bên kia ban lan giật mình muốn ngăn cản cô nhưng đã chậm Minh thủ tốc độ cực nhanh xuyên qua một cái hẻm nhỏ hẹp đến một bên khác. Bên kia có hai nam nhân đang đè một nữ nhân xuống. Đột nhiên có người lao ra, động tác hai người đồng thời cứng đờ để phòng nhìn cô. Cứu, cứu mạng! Nữ nhân bị nam nhân đè xuống vươn tay về phía Minh thủ. Mau cứu tôi, mau cứu tôi! Minh thủ nhìn thoáng qua liền quay người rời đi. Đáy mắt chờ mong của nữ nhân phẳng phất bị đánh nát. Hai nam nhân thấy Minh thủ thức thời như thế, liếc nhau một nam nhân đột nhiên lên tiếng dừng lại minh thù quay người nhìn hắn có việc tia sáng trong hẻm yếu ớt không nhìn thấy thần sắc của hai nam nhân bất quá từ động tác của bọn hắn cho thấy không có ý tốt nam nhân giáp tiểu cô nương muộn như vậy còn ở nơi này có phải là tìm không thấy nhà có muốn ca ca giúp cô không nam nhân ất các ca ca nhất định sẽ đem cô trở về nhà thật tốt cô ngoan ngoãn nghe lời chúng tôi cam đoan không làm hại cô không bọn hắn lừa cô chạy mau bọn hắn sẽ giết cô. nữ nhân kia đột nhiên quát to một tiếng. tiện nhân cầm miệng, nam nhân giáp tát một cái lên mặt nữ nhân. minh thủ nghiêng đầu, dịch ra tầm mắt ngăn trở của nam nhân ất nhìn về phía nữ nhân đang chật vật kia. khóe miệng cô nhếch lên một chút. các người có tiền không? nam nhân giáp nam nhân ất. cái gì? tiểu cô nương tới đây để ca ca hôn một cái. nam nhân ất có ý đồ tới gần minh thủ, hắn xoa xoa hai tay coi như không nhìn thấy rõ thần sắc những trong giọng nói thô bỉ cũng nhìn ra là có ý gì. Minh thủ vẩy vẩy tay áo, "Muốn đánh nhau sao? Đến, để cho mày thể nghiệm một chút. Tiểu cô nương, tay chân của cô nhỏ như vậy, cũng không phải ca ca đúng." Nam nhân ất bỗng nhiên cứng đờ, một vật lạnh tanh đang đè trên đầu để hắn không dám động loạn. Nữ sinh mỉm cười, "Ừ. Không là cái gì của mày." Cô vẩy vẩy tay áo, "Không phải nói đánh nhau sao? Tại sao có súng?" Phạm Quy, "Đây là Phạm Quy." Thời điểm Ban Lan đuổi tới, Minh Thù ngồi xổm trong ngõ hẻm đếm tiền, bên cạnh là hai đại nam nhân đang cầu xin tha thứ. Một nữ nhân núp ở nơi xó xỉnh, run lẩy bẩy nhìn lấy. Ban Lan, xảy ra chuyện gì? Minh Thù đếm tiền xong, khả năng hai. Người kia trước đó đã cướp được, có không ít tiền mặt. Minh Thù chia một ít cho nữ nhân kia. Thân thể nữ nhân run rẩy không dám nhận. Minh Thù trực tiếp thả xuống trước mặt nữ nhân, Cô đứng dậy, đối đầu với ánh mắt của Ban Lan, người có mặt đều có phần, chia cho cậu một phần. Cô lại chia cho Ban Lan một ít. Ban Lan, đây là hiện trường vụ án lớn sao? Tại sao nội dung cốt truyện không giống hắn đã xem chứ? Đây là vì cái gì a? À? Chương 1250, Tuần lệnh Đa Linh, 7. Minh Thủ chia tiền xong, phát hiện không có chỗ nào bán đồ ăn, cái thế giới chết tiệt này. Cô đổi đồ ăn vặt từ chỗ hài hòa hiệu, ngồi xổm ở ven đường vừa ăn vừa suy nghĩ chuyện nhân sinh tiểu khả ái cùng đầu bếp nhỏ vì cái gì vẫn chưa xuất hiện chẳng lẽ do chậm đến sớm nghĩ như vậy minh thủ cảm thấy có khả năng loại sự tình này đều phát sinh ở thời điểm trời tối người yên a à, đợi chút đi cậu làm sao còn chưa đi minh thủ liếc về phía thanh niên bên cạnh tiền cũng đã chia cậu còn muốn thế nào nữa cô đến cùng ở đây làm gì ban lan hiếu kỳ hai nam nhân kia nhìn qua khỏe như vậy lại bị cô giải quyết mắc mớ gì tới cậu minh thủ nhích qua bên cạnh cậu rất nhàn sao điện thoại của cậu không phải còn trong tay chủ quán nơi đó sao, không muốn chuộc về. Rảnh rỗi như vậy không đi kiếm tiền, cùng tôi làm nhảm cái gì. Quấy giày chấm ăn đồ ăn vặt. Ban Lan, lúc trước hắn không phải lo lắng cô chỉ là một cô nương sao, muộn như vậy còn ở bên ngoài, khu đông thành ban đêm mới là nguy hiểm nhất. Bất quá bây giờ hắn càng hiếu kỳ, cô đến cùng muốn làm cái gì? Minh thủ đuổi Ban Lan không đi liền mặc kệ hắn, cô ở đây ngồi xổm 2 giờ, ăn vô số bao đồ ăn vặt cũng không nhìn thấy nữ chính giả cùng nữ chính, ngay lúc minh thù dự định trở về ban lan đột nhiên đứng lên đi về phía trước vài bước lục ngưng tỉ hắn gọi một tiếng minh thù nhìn về hướng hắn gọi cũng không thấy gì hình như tôi nhìn thấy một người quen tôi muốn đi qua nhìn một chút hắn quay đầu nói với minh thù cô nhưng mà minh thù đã vượt qua hắn đi tới bên kia trước một bước ai cô người tôi muốn tìm đại khái chính là người quen của cậu a à, ban lan lần thứ en mộng bức về tối hôm nay bọn họ đuổi theo phía trước hoàn toàn không thấy được bóng người nào kỳ quái ban lan nhìn bốn phía bên này chỉ có hai con đường chẳng lẽ là tôi nhìn lầm ban lan không yên lòng không được tôi trở về xe một chút ngay lúc ban lan chuẩn bị lúc trở về phía trước đột nhiên có tiếng bước chân chuyển đến có một người đang chạy đến cô ta không thấy được phía trước có người đầu liền đụng vào trên người ban lan y tích tỷ ban lan thấy rõ người đụng mình tại sao cô lại ở đây vừa rồi hình như tôi nhìn thấy lục ngưng tỉ cô thấy tỷ ấy không y tích không nghĩ tới sẽ gặp được người quen biểu hiện có chút mất tự nhiên không không có tôi chuẩn bị trở về đoạn đường này quá dọa người cậu trở về cùng tôi đi nói xong y tích đưa tay kéo ban lan đi về hướng ngược lại y tích nghĩ chỉ cần những người kia hủy hoại đi trong sạch của lục ngưng coi như về sau cùng ban lan đối chất cũng không có vấn đề cùng lắm thì cô ta trở về khôi phục thân phận ban lan nhìn phía sau tôi vừa mới thấy rõ lục ngưng tỷ lục ngưng làm sao lại tới đây cô ấy tan làm đều không đi bên này hẳn là cậu nhìn lầm y tích kéo ban lan đi nơi này tối quá tôi có chút sợ chúng ta đi nhanh đi nhìn lầm rồi sao ban lan gãi gãi đầu ánh mắt hắn nhìn bốn phía a à, cô ấy đâu rồi mới vừa rồi người còn ở đây lại lặng yên biến mất không tiếng động ai y tích cảnh giác nhìn bốn phía còn có ai trên đường tôi gặp được một người vừa rồi còn ở nơi này y tích nghe hắn là trên đường gặp phải vậy thì không phải người quen có chút thở phào Cô ta nói, có thể là đi rồi. Y Tích tỷ, cô thật sự không nhìn thấy Lục Ngưng tỷ. Tôi lừa cậu làm gì, tôi thật sự không. Nhìn thấy, cậu không tin tôi. Y Tích bày ra bộ dáng tức giận. Không phải. Ban Lan vội vàng khoát tay. Minh Thủ thuận theo phương hướng Y Tích chạy đến, rất nhanh đã tìm được Lục Ngưng. Người xuất hiện ban đêm hoặc là cầu tài cầu sắc, hoặc là cầu mệnh. Vận khí không tốt, ba loại toàn chiếm. Hiển nhiên Lục Ngưng là thuộc về loại vận khí không tốt này áo thun trên người lục ngưng đã bị xé, lộ ra nội y. Nam nhân đang kéo quần của cô, lục ngưng dãy dụ muốn thoát ra, nhưng miệng bị chặn lấy chỉ có thể phát ra âm thanh ngô ngô. Lục ngưng nghe thấy âm thanh nút quần bị tháo ra, thanh âm nặng nề đột nhiên vang lên, động tác nam nhân cứng đờ, bị người ta đạp một cái ngã về phía bên cạnh. Lục ngưng chừng lớn mắt, nhìn người đang cầm cây gậy. Minh thủ dùng chân đá văng người kia ra một chút, không sao chứ. Không có. Không có việc gì. Xé một chút thì có chuyện hai tay lục ngưng bị trói sau lưng minh thù cởi trói cho cô lục ngưng đưa tay xoa xoa nước mắt nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc của mình bất quá thân thể vẫn còn có chút như nhũn ra minh thù đưa cô một bộ y phục cảm ơn cảm ơn cô lục ngưng thở một hơi cố gắng ngăn chặn sự bối rối cùng sợ hãi tầm mắt cô quét về phía minh thù nữ sinh mặc một chiếc váy thân hình cao gầy đó là một nữ sinh tại sao đêm hôm khuya khoát cô lại xuất hiện ở đây không khách khí, bảo vệ cô là vinh hạnh của tôi minh thủ cong môi cười. Cho nên, cô biết nấu cơm không? Lục ngưng. Mì tôm có được tính không? Minh thủ. Nữ chính này không được. Lục ngưng trả lời xong mới phản ứng được, vì cái gì trong tình cảnh này lại có đoạn đối thoại quỷ dị như vậy? Cảm ơn cô cứu tôi. Lục ngưng nói, không biết lấy gì báo. Đại lão thủ phất tay, lấy thân báo đáp thì miễn đi. Chẳng không làm được cơ. Ách, tôi mời cô ăn mì tôm. Xấu hổ, nói xong lấy đâu ra vai diễn cho nam chính đây trẫm không muốn xấu hổ à ký chủ đây chẳng qua là cô phán đoán lục ngưng mặc quần áo cô nhìn nam nhân trên mặt đất người này làm sao bây giờ minh thủ cầm cây gậy lên đứng tướng bá khí cô chưa bao giờ gặp qua chuyện này ai nguyện ý gặp phải loại chuyện này chứ không có đây là lần đầu tiên tôi gặp phải không thì cô chơi chết hắn minh thủ giật dây lục ngưng người bình thường làm sao có thể đêm hôm khuya khoát cầm một cây gậy có lá gan đánh ngất xỉu ngay nam nhân hung tàn như vậy chứ? Sao có thể giết người? Lục ngưng lắc đầu. Vậy làm sao bây giờ, nơi này lại không có cảnh sát, không thể báo cảnh sát? Minh thủ đem nam nhân lật qua, sở trên người có túi tiền phình lên. Minh thủ nhìn về phía lục ngưng, chia của không. Lục ngưng. Cô nhưng thật ra là gặp phải một người chuẩn bị ăn cướp, tâm huyết dâng trào. Xuất thủ cứu cô rồi cướp giặc A. cô không phải kêu y tích đi gọi người sao, bây giờ còn chưa trở về, lục ngưng lập tức sững sờ cô làm sao biết cô ấy biết y tích còn biết cô để y tích đi gọi người tôi còn biết hôm nay cô sẽ không chờ được y tích minh thủ rút tiền ra à sáng mai có thể ăn một bữa tiệc lớn cái gì cô nói cái gì đó y tích đi gọi người làm sao lại không tới cứu cô lục ngưng nảy sinh phòng bị cô làm sao lại biết y tích cô đến cùng là ai minh thủ chỉ nam nhân trên mặt đất người đàn ông này nói không chừng là do y tích thuê cô còn trông cậy vào vào cô ta, đừng ngây thơ. Hai người đối với lời này hoàn toàn trầm mặc. Hai hòa hiệu hài hòa hiệu, lão lý chủ ảo tưởng mình là. Nam chính thì làm sao bây giờ? Nhị cẩu tử, đây là bệnh, cần phải trị. Hai hòa hiệu, làm sao chữa? Nhị cẩu tử, lấy độc trị độc, để cô ấy làm nam chính. Hai hòa hiệu. Tiểu tiên nữ, nói rất có đạo lý, trước tiên bỏ phiếu để ta cân nhắc một chút. Chương 1251, tuần lệnh đa linh 8 lý do minh thủ giải thích đối với lục ngưng mà nói, quá mức chấn kinh. Y tích mặc dù thỉnh thoảng có chút tính tiểu thư, nhưng tính cách vẫn rất tốt. Làm sao lại làm ra loại chuyện này? Minh thủ biết cô không tin nên làm cho nam nhân kia tỉnh lại hỏi một chút. Lục ngưng chưa bao giờ gặp qua loại tình huống này, có chút không biết làm sao. Minh thủ làm cho nam nhân kia tỉnh lại. Nam nhân vừa mở mắt liền thấy hai nữ nhân vây quanh mình. Hắn đầu tiên là mơ màng, sau đó giận dữ. Các cô! Xuyệt! minh thủ giơ ngón trỏ lên đừng la lớn không thì người xung quanh còn tưởng rằng mày là một đại nam nhân lại bị người ta làm cái gì thật mất thể diện nam nhân có xấu hổ hay không lục ngưng cũng không biết nên dùng biểu tình gì may mắn lúc này là ban đêm cũng không nhìn thấy biểu tình trên mặt cô nhiều tiền như vậy ai cho mày minh thủ lắc lắc tiền trên tay tiền của lão tử nam nhân ngữ khí hung ác tiện nhân trả tiền lại cho tao gặp chuyện bất bình rút đao cướp bóc là chuyện tao phải làm không khách khí nam nhân hung ác chừng mắt nhìn minh thù nữ nhân này đến cùng là từ nơi nào xuất hiện cái ót đau quá ta hỏi mày tiền từ đâu tới liên quan gì đến mày nam nhân khả năng phát hiện mình cũng không bị trói lại hắn suy nghĩ một chút đột nhiên đánh về phía minh thù tiện nhân ai cho mày xen vào việc của người khác ôi nam nhân ngã trên mặt đất đầu đập rách ra hắn rõ ràng trông thấy nữ nhân kia ở phía trước làm sao đột nhiên đã không thấy tăm hơi gặp quỷ giọng nói minh thù từ phía sau vang lên. Nam nhân chỉ cảm thấy sau lưng lạnh buốt, là ai sai mày khi dễ cô ấy? Không có. A, à, nam nhân bị đau, tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong màn đêm. Khu Đông Thành cũng có điểm tốt, cho dù có người nghe thấy tiếng kêu thảm như vậy, cũng sẽ không có ai đến xen vào việc của người khác, trừ phi. Rảnh rỗi đau chứng. Không có. Nam nhân cắn răng giận mắng, lão tử chính là thấy cô ta dung mạo xinh đẹp. Tối như bưng mày còn có thể trông thấy dung mạo xinh đẹp mày luyện hỏa nhãn kim tinh sao nam nhân chỉ là một người lăn lộn không có trải qua huấn luyện gì hắn cắn răng không nói bất quá bởi vì tiền còn chưa tới tay nhưng minh thù hỏi như vậy chưa được vài phút liền không nhịn được khai ra là nữ nhân kia để tôi làm như vậy trong lòng bàn tay lục ngưng toát mồ hôi lạnh sẽ không sẽ không minh thù tiếp tục hỏi nữ nhân nào nam nhân là là nữ nhân vừa chạy ra ngoài lúc nãy tôi không biết tên cô ta nam nhân vốn muốn hãm hiếp cô ta bất quá nữ nhân kia nói cho hắn tiền, còn mang tới cho hắn một nữ nhân khác, chuyện tốt như vậy, hắn đương nhiên đáp ứng. Huyết dịch khắp người lục ngưng đông lại, khí lạnh từ lòng bàn chân vọt lên chán. Y tích, làm sao lại làm ra loại chuyện này? Thế nhưng lâu như vậy, cô ta còn chưa trở lại cứu mình. Chỗ này cách nơi ở của cô cũng chưa tới mấy phút đi bộ, vừa đủ thời gian đi gọi người. Cô cứ y tích, cũng không mong được báo đáp gì, nhưng sao cô ta có thể đối với cô như thế? Ban Lan đi qua đi lại trong căn phòng không lớn, Lục ngưng tỷ làm sao vẫn chưa trở lại. Y tích ngồi ở ghế salon cũ nát, cậu đừng lo lắng, lục ngưng tự biết bảo vệ bản thân mình. Ban Lan, điện thoại tôi đã cầm cho người khác, y tích tỷ, cô gọi điện thoại cho lục ngưng tỷ đi. Y tích không quá nguyện ý, nhưng ánh mặt sáng rực của Ban Lan đang nhìn cô ta, nếu cô ta không gọi, đoán chừng hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp gọi. Y tích lấy điện thoại, ra tìm tới số điện thoại của lục ngưng. Tiếng chuông từ ngoài cửa vang lên, sau đó là âm thanh mở khóa cửa biểu tình của y tích cứng đờ, tay đang cầm điện thoại bỗng nhiên nắm chặt. Ban Lan nhìn về phía cửa, trong lòng vui mừng có chút thở phào, Lục Ngưng tỷ, cô đã trở về. Chuông điện thoại đột ngột vang lên, Lục Ngưng đứng tại cửa ra vào, thần sắc bình tĩnh, Ban Lan phát hiện Lục Ngưng không đúng, Lục Ngưng tỷ, xảy ra chuyện gì? Ai, đi vào rồi nói, có mi tôm ăn cũng rất tốt, chậm không kén ăn, rất dễ nuôi. Trong bóng tối nhô ra một cái đầu, Ban Lan giật mình Ban Lan kinh ngạc chỉ về phía cô, cô, tại sao cô lại ở cùng một chỗ với lục ngưng tỷ? Minh thủ phất tay, nụ cười vô tội, tôi ở cùng một chỗ với ai là tự do của tôi nha. Lục ngưng vào nhà, nghiêng người để Minh thủ tiến vào. Phòng vốn cũng không lớn, lúc này có bốn người càng lộ vẻ chật trội. Mà y tích đang ngồi trên ghế salon nhìn thấy Minh thù, đáy mắt có một tia hận ý bắn ra. Là cô ta, tại sao cô ta lại ở cùng với lục ngưng? Lục ngưng cùng cô ta có quan hệ thế nào? Lục Ngưng không nói một lời đóng cửa lại, chuông điện thoại bởi vì đã đến giờ nên tự động cúp máy. Trong phòng Lâm vào hoàn cảnh tĩnh mịch, bầu không khí quá nặng nề, Ban Lan cũng không dám nói lời nào, đứng tại chỗ, ánh mắt không ngừng đảo qua ba nữ nhân đang ở giữa. Tình huống này là thế nào a? À? Soạt Lục Ngưng đặt chìa khóa xuống, lấy ra ba hộp mì tôm, mở ra, thả gia vị, đổ nước, đậy lại. Động tác như nước chảy mây trôi, làm liền một mạch. Lục Ngưng tỉ lục ngưng nhìn về phía y tích y tích cô không muốn giải thích một chút sao y tích không nghĩ tới lục ngưng sẽ trở về nhanh như vậy lại cùng một kẻ thù khác trở về lúc ấy ban lan cũng ở gần đó chỉ cần hơi đối chất cô ta căn bản cũng không có biện pháp nào nói sao cho đúng không có gì giải thích cô ta dứt khoát cười lạnh một tiếng vò đã mẻ không sợ sứt chính là tôi làm tia hy vọng cuối cùng của lục ngưng tan biến tại sao tại sao muốn làm như vậy tại sao Y tích đứng lên, dùng khí thế thường xuyên sống trong vòng phú hào, làm cho cô ta lúc này nhìn qua cao cao tại thượng, giống như nữ vương, cô cũng không nhìn một chút mình là cái dạng gì, giả mù sa mưa tự cho là lương thiện. Còn muốn đi khu Tây Thành, cô cho rằng khu Tây Thành là nơi nào, cô muốn đến thì đến. Lục ngưng lắc đầu, thần sắc không thể tin, tôi chỉ muốn để cho cuộc sống của mình tốt hơn, người thường muốn lên chỗ cao có cái gì không đúng. Cái này chính là lý do của cô. Người khu Đông Thành ai mà không muốn đến khu Tây Thành sống, thế nhưng có người không cố gắng vẫn luôn cảm thấy thế giới này không công bằng đánh mất ý chí chờ miếng bánh từ trên trời rơi xuống đúng vậy trên khuôn mặt xinh đẹp của y tích lộ ra nụ cười đương nhiên người như cô nếu đến khu tây thành sẽ làm tôi cảm thấy buồn nôn cô lục ngưng trước đó đã phát hiện y tích cùng bọn họ không giống cũng đoán cô ta có thể là từ khu tây thành đến nhưng cô vẫn luôn không hỏi cô cho cô ta ở lại cuối cùng lại mang đến cho mình kết quả như vậy đáy mắt ác độc của y tích thoáng hiện Lục Ngưng, đời này cô chỉ có thể ở nơi rách nát này, tôi tuyệt đối sẽ không để cô bước vào khu Tây Thành. Y Tích không mang theo gì nhấc chân đi ra ngoài, đi trong khí thế hiên ngang hùng dũng. Phù phù Y Tích không có dấu hiệu nào ngã xuống, đống đồ vật bên cạnh bị cô ta kéo theo, toàn bộ đập trên người cô ta. Y Tích quay đầu, vừa hay nhìn thấy Minh Thủ chậm rãi thu hồi chân. Cô làm gì? Y Tích nổi giận gầm lên một tiếng. Chính là nữ nhân này Lúc trước nếu như cô ta cứu mình, mình cũng sẽ không trải qua những chuyện về sau. Minh thủ nhún vai, chân không nghe lời, muốn chào hỏi cô,